Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức nóng 24 giờ. Kính thưa quý vị và các bạn, 4 yếu tố có thể quyết định cục diện cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay được xem là khó đoán định nhất khi ứng cử viên Donald Trump và bà Kamala Harris đang bám đuổi suýt sao. Có một số yếu tố có thể tác động lớn đến kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ bắt đầu việc bỏ phiếu sớm qua thư vài tuần trước khi cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Từ ngày hôm nay, bỏ phiếu sớm trực tiếp sẽ diễn ra tại thị trấn bang Nevada và tiếp tục cho đến khi kết thúc vào 7 giờ tối theo múi giờ Hawaii, tức là mùng 6 tháng 11 theo giờ miền đông nước Mỹ. Cuộc đua vào Nhà Trắng hiện đang sát vạch đích. Tuy nhiên, kết quả đang ngày càng khó đoán định và chắc chắn sẽ chứa nhiều yếu tố bất ngờ. Theo các cuộc thăm dò dư luận mới nhất, ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và ứng cử viên Kamala Harris của Đảng Dân Chủ đang hòa nhau trên toàn quốc và bám đuổi suýt sao tại 7 bang chiến địa gồm bang Arizona, Georgia, Michigan, Nevada và Carolina. Phó Tổng thống Harris chỉ dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump với khoảng cách mong manh là 1%. Trong cuộc bầu cử năm nay, đã có những thay đổi lớn trong các nhóm cử tri mà mỗi ứng cử viên hy vọng sẽ giành chiến thắng. Ông Trump gia tăng lợi thế trong các số cử tri Mỹ Latin và da màu, chủ yếu là nam giới. Truyền thông Mỹ đánh giá rất khó dự đoán để kết quả bầu cử chỉ dựa trên khảo sát, số phiếu bầu sớm có sai số. Hơn nữa, kết quả còn phụ thuộc vào chính sách vận động cử tri của từng đảng. Đảng Dân Chủ đang có lợi thế khoảng 39,5% số phiếu được bỏ sớm đến từ những người ủng hộ của đảng này. Trong khi đó, 36,1% số phiếu được bỏ sớm thuộc Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, 4 yếu tố quyết định sau đây sẽ có tác động tới lá phiếu của cử tri trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Một là sự tham gia bỏ phiếu của cử tri là một trong những yếu tố khó lường nhất. Ước tính có khoảng 160 triệu cử tri đã đăng ký đi bầu trong cuộc bầu cử năm nay. Theo số liệu thống kê của tờ báo Washington cho biết, số lượng cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm khá cao. Tính đến ngày 1 tháng 11 theo giờ Mỹ, đã có hơn 69 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm, tính cả số phiếu bầu gửi qua đường bưu điện. Đã phá vỡ kỷ lục một số bang gồm 44% tổng số cử tri đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Tại bang Georgia có hơn 3,5 triệu cử tri đã bỏ phiếu, tương đương 45% số cử tri đã đăng ký, đánh dấu mức kỷ lục cao nhất. Dự báo có tới 70% cử tri Georgia bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử này. Một số bang dao động khác cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Thông tin từ Đảng Cộng Hòa cho biết, những ngày này có nhiều cử tri ủng hộ ông Trump đi bỏ phiếu sớm. Tại các cuộc vận động tranh cử vào ngày 30 tháng 10, ông Trump tuyên bố Đảng Cộng Hòa đã lập kỷ lục về số lượng cử tri bỏ phiếu sớm. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ hy vọng tỷ lệ cử tri nữ đi bỏ phiếu sớm chiếm đa số, mang lại lợi thế cho bà Harris. Tại Đại học Mỹ Florida nhận định, số lượng phiếu bầu tăng sớm sẽ giúp hai ứng cử viên tập trung nỗ lực giành ở giai đoạn nước rút. Khi ngày hôm nay, ngày 5 tháng 11, cuộc bầu cử bắt đầu chính thức diễn ra, có lẽ cử tri cảm nhận rõ rệt về hai ứng cử viên tổng thống hơn nữa sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Các bang đã cải thiện quy trình bỏ phiếu sớm rất nhiều. Các nhà quan sát chính trị đánh giá, làn sóng bỏ phiếu sớm cho thấy xu hướng dài hạn được thúc đẩy bởi đại dịch COVID-19 năm 2020. Đã dẫn đến sự thay đổi lâu dài trong thói quen đi bỏ phiếu sớm của người Mỹ với ngày bầu cử càng bị thay thế với mùa bầu cử. Hơn nữa, sự quan tâm ngày càng tăng trưởng của cử tri Mỹ đối với việc bỏ phiếu sớm có thể phản ánh bản chất của cuộc đua tổng thống khi các cuộc thăm dò ý kiến hầu như không thay đổi trong nhiều tuần và nhiều cử tri không cần nghe thêm các ứng cử viên để đưa ra quyết định. Hai là sự phân chia giới tính ở cộng đồng Mỹ gốc Latin hoặc Mỹ gốc Phi trong việc ủng hộ hai ứng cử viên tổng thống. Theo đó, ở các bang chiến địa, ông Trump đang giành thế áp đảo trước bà Harris khi nhận được sự ủng hộ của cử tri nam giới với khoảng cách từ 12 điểm trở lên ở bang Pennsylvania đến 35 điểm ở Bắc Carolina. Trong khi đó, bà Harris dẫn đầu với khoảng cách 13 điểm ở bang Georgia đến 25 điểm ở Bắc Carolina khi nhận được sự ủng hộ của cử tri nữ. Theo số liệu của các bang Carolina, Georgia, Michigan và Nevada, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm là phụ nữ chiếm khoảng 55%, còn nam giới là 45%. Các chuyên gia đánh giá nếu Đảng Cộng Hòa giành được 20-25% sự ủng hộ của cử tri nam gốc Phi ở Bắc Carolina, Georgia, Arizona và Nevada, nơi có tỷ lệ cử tri nam giới Mỹ gốc Latin chiếm khoảng 50%, thì đó sẽ là một cuộc khó khăn với Đảng Dân Chủ của bà Harris. Do đó, bà Harris cần phải giành được sự ủng hộ nhiều hơn từ cử tri nữ đi bỏ phiếu ở các bang khác như Michigan và Pennsylvania. Ba là các vấn đề cử tri quan tâm nhất hiện nay bao gồm kinh tế, nhập cư, bảo vệ phá thai và bảo vệ nền dân chủ có tính quyết định với lựa chọn của họ. Theo các cuộc khảo sát gần đây, ông Trump chiếm ưu thế với kế hoạch cắt giảm thuế, chấm dứt lạm phát và ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía Nam. Trong khi đó, bà Harris có được sự ủng hộ của các cử tri nữ liên quan đến việc quyền phá thai nhưng lại không có lợi thế trong các vấn đề liên quan bảo vệ thể chế. Ngày 2 tháng 11 theo giờ Mỹ, từ khắp nơi trên nước Mỹ đã tới thủ đô Washington tham gia cuộc tuần hành bày tỏ sự ủng hộ với bà Kamala Harris về quyền phá thai. Các cuộc tuần hành tương tự cũng như các tổ chức ở một số thành phố khác của nước Mỹ. Bốn là yếu tố mang tính quyết định không kém phần quan trọng thuộc về những cử tri đang dao động, chiếm khoảng 1 phần 10 trên cử tri Mỹ. Những băn khoăn về tính cách thất thường của ông Trump cũng như sự mơ hồ trong cam kết của bà Harris khiến các nhóm cử tri này chưa đưa ra quyết định. Số cử tri này
chính là ẩn số mang tính quyết định trong cuộc thắng cử của ông Donald Trump trước bà Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. Chuyên gia tại Viện Mỹ tại Canada thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga đánh giá, không ai một trong số ứng cử viên Tổng thống Mỹ thuyết phục được cử tri về sự vượt trội của họ để cử tri có thể quyết định dứt khoát ai là người được bầu. Ngoài ra, một yếu tố khác cũng có thể tác động đến kết quả bầu cử, sự tham gia bỏ phiếu cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo ở bang Michigan. Nếu bà Harris thua ông Trump ở bang này, bà sẽ cần phải giành thêm chiến thắng ở một số bang miền Nam khác để bù đắp. Trong khi đó, trò đùa mang tính phân biệt chủng tộc, khiếm nhã của diễn viên hài tại sự kiện vận động tranh cử của ông Trump vào tối ngày 27 tháng 10 ở thành phố New York có thể khiến ứng cử viên Đảng Cộng Hòa phải trả giá đắt về tỷ lệ ủng hộ của cộng đồng người Mỹ gốc Latin ở bang Pennsylvania, vốn là một cộng đồng đông dân ở bang chiến địa này. Đây là một bang rất quan trọng với hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ, vì nếu giành chiến thắng tại bang này, cơ hội giành chiến thắng Tổng thống Mỹ năm 2024 là rất cao. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày hôm nay là cuộc bầu cử 3 trong 1 của nước Mỹ, bởi đây không phải chỉ là cuộc bầu cử Tổng thống mà còn liên quan đến việc sắp xếp cán cân quyền lực ở Thượng viện và Hạ viện của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Cuộc bầu cử hiện đang ở mức nước rút và rất kịch tính, khó đoán định. Không chỉ người Mỹ mà còn cả thế giới đang hồi hộp chờ kết quả cuộc bầu cử Tổng thống 2024, bởi nó không chỉ tác động rất lớn đối với nội bộ nước Mỹ mà còn với cả thế giới. Thưa quý vị và các bạn, đã có kết quả kiểm phiếu đầu tiên ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Những lá phiếu đầu tiên của ngày bầu cử vào ngày hôm nay đã được thả vào thùng phiếu vào lúc 0 giờ ngày 5 tháng 11 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức là 12 giờ trưa ngày 5 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Cuộc bỏ phiếu chỉ mất vài phút và chỉ có 6 cử tri tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử này. Kết quả hòa vào lúc 12 giờ 13 phút theo giờ miền Đông nước Mỹ, kết quả kiểm phiếu tại bang Nevada cho thấy số phiếu chia đều cho hai ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris và đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump, mỗi người nhận được 3 phiếu. Không phải lúc nào cũng dự đoán được người chiến thắng cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hoặc thậm chí ở cấp tiểu bang. Vẫn thu hút sự quan tâm, đặc biệt với những người đam mê chính trị không bao giờ muốn bỏ qua một cột mốc như điểm mở cửa bỏ phiếu đầu tiên. Thời gian mở cửa ở các điểm bỏ phiếu ở Mỹ vào ngày bầu cử vào ngày 5 tháng 11 theo giờ địa phương phụ thuộc vào từng khu vực bầu cử. Ngoài cộng đồng cư dân thị trấn Nevada thuộc bang Wisconsin, những người bỏ phiếu sớm nhất mở cửa lúc 5 giờ sáng ngày 5 tháng 11 theo giờ miền Đông nước Mỹ theo truyền thống bỏ phiếu lúc nửa đêm vào năm 1960, khi người điều hành thị trấn Nevada vận động cho cơ quan luật pháp ở bang Michigan công nhận thị trấn là một khu vực bỏ phiếu độc lập. Theo truyền thống, tất cả cử tri đủ điều kiện tập trung tại khách sạn Ban Sam hiện không còn hoạt động để bỏ phiếu kín sau khi các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc nửa đêm. Năm nay, các cử tri tổng cộng có 6 người theo dõi sự kiện bầu cử sơ bộ hồi tháng 1 tập trung vào lúc nửa đêm để bỏ phiếu. Hòm phiếu được mở cho đến khi tất cả phiếu đã được bỏ vào thùng. Theo thông tin từ trang web, sau khi hoạt động bỏ phiếu hoàn tất, các việc kiểm soát và công bố kết quả sẽ được thực hiện sớm hơn nhiều giờ so với bất kỳ nơi khác, khiến nơi đây trở thành tâm điểm của phóng viên trên toàn quốc, thường đông hơn số cử tri. Các cử tri đã ủng hộ ứng cử viên Đảng Dân Chủ trong hai cuộc tổng thống gần đây, trong đó thị trấn này đã giành 5 phiếu cho Tổng thống Joe Biden vào năm 2020 và bà Hillary Clinton đã giành được 4 trong 7 số phiếu năm 2016, 2 phiếu dành cho ông Trump và 1 phiếu dành cho ứng cử viên độc lập và 1 phiếu dành cho ứng cử viên Đảng Tự Do. Vào tháng 1, 4 cử tri Cộng Hòa và 2 cử tri độc lập đã tham gia cuộc sơ bộ của Đảng Cộng Hòa bỏ 6 phiếu ủng hộ Thống đốc bang Nam Carolina. Bà Harris khép lại chiến dịch tranh cử 107 ngày. Buổi meeting cuối cùng, chiến dịch tranh cử kéo dài 107 ngày của bà Kamala Harris cũng là chiến dịch ngắn nhất trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ hiện đại, được tổ chức tại chiến trường bang Pennsylvania. Sự kiện của bà Harris được mở đầu bởi nữ hoàng truyền hình, phó tổng thống ôm bà. Đây có thể là một trong những cuộc bầu cử xuýt xao nhất trong lịch sử nước Mỹ, bà Harris nói. Các bạn sẽ là người định đoạt kết quả cuộc bầu cử ở bang Pennsylvania. Không có gì nhầm lẫn cả, chúng ta sẽ chiến thắng, bà Harris nói. Đám đông sau đó hô vang, chúng ta sẽ chiến thắng. Ông Trump có cuộc vận động tranh cử cuối cùng ở bang Pennsylvania. Cựu Tổng thống Donald Trump đã có mặt tại bang California thuộc bang chiến địa Michigan vào ngày 4 tháng 11 theo giờ địa phương cho buổi meeting cuối cùng, tương tự cách ông kết thúc chiến dịch tranh cử vào năm 2016 và 2020. Ông Trump có mặt trễ khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ so với dự kiến. Tại sự kiện, ông Trump đã tuyên bố đã tổ chức 930 buổi meeting xuyên suốt chiến dịch tranh cử năm nay. Thông tin này hiện chưa được các đơn vị truyền thông xác nhận. Hơn 79 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu. Theo tờ báo CNC, tính đến ngày hôm nay, hơn 79,1 triệu người đã đi bỏ phiếu Tổng thống Mỹ